Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo luật quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi. Như vậy, nếu quảng cáo đúng pháp luật là một hoạt động giúp khách hàng có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ trước khi bỏ tiền ra mua. Nhưng với những sản phẩm bị cấm như cá độ bóng đá mà đi vào thang máy cũng thấy quảng cáo, đi ra ngoài đường, trên taxi, trên xe buýt cũng thấy quảng cáo cá độ, rồi lên mạng vào website chính thống cũng thấy có quảng cáo cá độ bóng đá. Vậy chẳng lẽ cá độ bóng đá hay nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác cũng được phép quảng cáo công khai? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi liên tục bị đập vào mắt những quảng cáo liên quan đến cờ bạc. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thông tin, điều này cũng không hề phi lý nếu tình trạng quảng cáo cờ bạc tràn lan trên mạng xã hội gây nhiều hệ lụy khi số lượng người tham gia cũng như quy mô các đường dây cờ bạc trực tuyến ngày càng lớn. Mặc dù quảng cáo cờ bạc, cá độ là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng tình trạng này lại đang được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội một cách ngang nhiên, gây khó chịu cho người dùng. Không chỉ thế, quảng cáo cờ bạc, cá độ còn đi vào cả đời sống hàng ngày, vi phạm công khai từ trên đường phố đến vào trong xe buýt, trong thang máy. Theo VTV, hàng loạt ghế đá trong khu dân cư ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị xịt sơn, vẽ quảng cáo địa chỉ trang web cá độ bóng đá. Cách đó 1 km, loạt ghế đá trước cổng chùa trên đường Nguyễn Xiển và nhiều nhà dân ở đường Nguyễn Văn Tăng rơi cảnh tương tự. Đó là với không gian ngoài trời, thực tế còn trên không gian mạng, không ít những sai phạm trong quảng cáo cũng xuất hiện. Hơn 260 trang web giáo dục và trang web cơ quan nhà nước với tên miền .gov.vn bị chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ vẫn đang tồn tại dù đã có cảnh báo trong thời gian qua. Không những vậy, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các video, đường dây dẫn người xem đến một số giám kín, mục đích là lôi kéo người xem tham gia đánh bạc hoặc cá độ. Nhiều người dùng mạng xã hội đã sập bẫy, tiền mất tật mang. Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Quang Nhật, Phó Chủ tịch Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cờ bạc online gây ra những hệ lụy rất khủng khiếp với xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Đây là tác nhân gây ra hoàn cảnh thương tâm ở nhiều gia đình, làm thui chột ý chí phấn đấu của nhiều thanh niên. Các hình thức quảng cáo cũng như triển khai hoạt động cờ bạc online cực kỳ tinh vi. Lúc trước hầu hết diễn ra trên môi trường mạng, nhưng gần đây các đối tượng trở nên táo tợn hơn, quảng cáo sai và không phép tại địa điểm công cộng, cũng như sơn, vẽ, dán tờ rơi ở nhiều nơi. Trước vấn nạn này, ông Nhật đề nghị có cơ chế để cơ quan công an xử lý nhanh chóng nguồn tin tố giác từ người dân, bảo vệ bình an cho xã hội. Đồng quan điểm trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Đức Biên, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đài La nhận định, việc xuất hiện tràn lan quảng cáo cá cược trá hình trên mạng xã hội, len lỏi lên các bảng biển hiệu khiến môi trường quảng cáo trở nên độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, làm gia tăng tội phạm. Hành vi quảng cáo cá cược dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị pháp luật nghiêm cấm. Có lẽ đây cũng là hồi chuông báo động về tình trạng quảng cáo tiếp tay cho loại hình đánh bạc xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội liên quan cần nhanh chóng vào cuộc gắt gao, quyết liệt hơn, tránh để lại những hệ lụy tiêu cực cho xã hội, khiến không ít người lâm vào cảnh nợ nần, khốn cùng. Luật sư Biên chia sẻ, đồng thời khuyến cáo bản thân người dân cũng cần cảnh giác với các quảng cáo đen nhằm lôi kéo tham gia hoạt động đánh bạc, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các quảng cáo nguy hại. Theo báo Dân Trí, thời gian gần đây, nhiều người dùng TikTok cho biết họ thường xuyên bắt gặp các video của một số hot TikToker với nội dung quảng cáo về một ứng dụng cờ bạc. Những video này từ nhiều tài khoản của các nữ TikToker khác nhau. Điểm chung là các nữ TikToker sẽ ăn mặc gợi cảm và thu hút người xem thông qua các điệu nhảy. Các hot TikToker đều mặc cùng một kiểu áo có in logo và tên của ứng dụng cờ bạc, từ đó lôi kéo sự chú ý của người xem. Đáng nói, những tài khoản TikTok này sở hữu lượng người theo dõi lớn từ vài trăm nghìn cho tới cả triệu người theo dõi. Mỗi video thu hút 200.000 đến 500.000 lượt xem, thậm chí có những video được lên xu hướng và đạt cả triệu lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Trong các video, nhiều người dùng TikTok cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với nhóm TikToker này. Một số người dùng còn cho biết họ đã gửi báo cáo vi phạm nguyên tắc cộng đồng đến TikTok. Tuy nhiên, đến nay những video này vẫn xuất hiện trên bản tin của nhiều người. Nhóm đối tượng đã lợi dụng các cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm để thu hút được nhiều lượt xem. Trong khi đó, nhiều TikToker nhận thức về pháp luật rất kém, nghĩ đơn giản bản thân nhận được hợp đồng quảng cáo thì không vi phạm gì. Một cán bộ công an chia sẻ với phóng viên Dân Trí. Vị này cho biết thêm rằng các TikToker đã cố ý lách luật bằng cách không ghim trực tiếp link ở phần bình luận của video.
những trường hợp như trên hoàn toàn có thể xem xét đưa vào blacklist, danh sách đen để các nhãn hàng nhận biết và không hợp tác với các tài khoản này. Trên thực tế, những video chứa nội dung quảng cáo cờ bạc mà các hot TikToker đã đăng tải trên TikTok trong khoảng thời gian qua đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cộng đồng của nền tảng này. Mặc dù TikTok là một nền tảng giải trí, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng việc mạo hiểm bỏ tiền vào trò chơi hoặc trò cá cược có thể gây ra tác hại tiềm ẩn đối với một số người, bao gồm tổn thất tài chính nghiêm trọng hoặc nghỉ ngợp. Chúng tôi không cho phép cổ suý các dịch vụ cờ bạc, nguyên tắc cộng đồng của TikTok viết. Theo đó, TikTok cũng cho biết nền tảng này không cho phép cổ suý các dịch vụ cờ bạc, chẳng hạn như sòng bạc, poker, trò chơi sèn, cò quay, xổ số, mèo cá cược, phần mềm và ứng dụng liên quan đến cờ bạc. Theo báo Nhân dân, dù bị các cơ quan chức năng liên tục ngăn chặn, triệt xóa, tuy nhiên tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 4 tháng 11 năm 2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan công an xác định trang mạng ag.bóng88.com do đối tượng Trần Quang Nam, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là chủ mưu, điều hành và cấu kết với các đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh thành phố khác để tổ chức hoạt động. Ước tính số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng trên một tháng. Tìm hiểu của phóng viên, trước khi bị triệt xóa, trang web này đăng tin quảng cáo trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, trong đó có những diễn đàn có hàng chục nghìn thành viên tham gia. Theo một số chuyên gia an ninh mạng, hầu hết các trang cờ bạc, cá độ trực tuyến đều thu hút người chơi qua chính sách nộp tiền, rút tiền đơn giản. Nhiều trang có cả hình thức thanh toán qua ví điện tử hoặc thẻ cào điện thoại. Mấy chủ nhiều trang được đặt ở nước ngoài. Đáng chú ý, không chỉ tổ chức đánh bạc, nhiều đối tượng còn có hành vi đánh cắp thông tin cá nhân. Nhiều người khi truy nhập vào liên kết trang web có thể bị kẻ xấu sẽ cài cắm mã độc tự động tải về máy. Thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, thói quen đặt mật khẩu của người dùng cũng có thể bị đánh cắp và rao bán. Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trường Lộc, hành vi quảng cáo cho hoạt động đánh bạc bị cấm do dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép nằm trong danh mục cấm kinh doanh. Theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo thì hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có các tình tiết tăng nặng. Việc sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hiện nay, trên Internet có nhiều trò chơi, game, đánh bài nhưng chỉ những game được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép mới là hợp pháp. Đây là những game đáp ứng được điều kiện như vật phẩm ảo, đơn vị điểm ảo, tiền ảo theo thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.